Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Bên cạnh đó, thời tiết đêm nay và ngày mai tại Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Bình Định đến Khánh Hòa, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Tây Nguyên mưa vừa và dông, vài nơi mưa to, lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Cụ thể theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa nhiều mây, ít mưa, trời nhiều nắng. Riêng buổi chiều đôi lúc có mưa rào rải rác. Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh về đêm nhiều mây, không mưa ở tất cả các quận huyện. Thời tiết Nam Bộ đêm nay và ngày mai khắp các tỉnh thành của Nam Bộ sáng sớm trời se lạnh, đến trưa thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 34 độ C. Thời tiết trên biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Còn tại huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16 đến 19 độ C, phía Nam từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh về đêm nhiều mây, không mưa ở tất cả các quận huyện. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!